Xin chào tất cả các em, hôm nay chúng ta sẽ học phần Skill 1, Unit 8. Ở cái phần Skill 1 này thì chúng ta có một số từ vựng như sau. Special, tính từ đặc biệt. Career, danh từ sự nghiệp. In total, tổng cộng. Amazing, tính từ ngạc nhiên, làm sửng sốt, tuyệt vời. Hero, danh từ anh hùng. To be known as, được biết đến. Female, giới tính nữ. Tournament, danh từ cuộc đua, cuộc thi hay là giải đấu. Famous for, nổi tiếng về. Explain, động từ giải thích. Medal, danh từ huy chương. Footballer, danh từ cầu thủ bóng đá. To be born, động từ được sinh ra. Century, danh từ thế kỷ. Surely, trạng từ chắc chắn. Shooting, danh từ môn bắn súng. Activity 1, working pairs, discuss the questions. Hãy làm việc theo cặp, thảo luận các câu hỏi. Number 1, what do you know about Pelé? Bạn biết gì về Pelé? Theo như cô được biết thì Pelé là một cầu thủ, cựu cầu thủ bóng đá nổi tiếng. Ông ấy đến từ Brazil. Pelé is a former football player. He is from Brazil. Number 2, what is special about him? Có điều gì đặc biệt về ông ấy? Ông ấy chơi bóng đá rất là xuất sắc. Ông ấy đã ghi rất là nhiều bàn thắng. He played football very skillfully. He scored many goals in football. Activity 2. Read the dialogue quickly to check your ideas in one. Đọc nhanh bài hội thoại và kiểm tra lại các ý kiến của em ở bài 1. Ở cái bài tập này là cho người ta sẽ cho một cái đoạn nói về Pelé. Và chúng ta sẽ đọc và tìm hiểu xem thử những gì chúng ta viết ở bài 1 có đúng hay không nhé. Chúng ta cùng nhau đi vào phần bài đọc. The PE teacher is talking about to her student about Pelé. Today we are going to talk about Pelé. Do you know him? Yes, I think he is best footballer of all time. Right, he was born in 1940 in Brazil. His father taught him to play football at a very young age. Oh, when did he begin his career in football? At 15, when he started playing for Santa Football Club. In 1958, he won his first World Cup. How many goals did he score in his career? 1,281 goals in total, I think. Wow, amazing! And he became football player of the century in 1999. Surely Pelé is a national hero in Brazil. Yes, and he's now around the world as king of football. Sau khi đọc xong bài này thì chúng ta sẽ cùng nhau dịch xem thử nội dung của nó là gì. Giáo viên thể dục đang nói chuyện của học sinh của cô ấy về Pelé. Hôm nay chúng ta sẽ nói về Pelé. Các em có biết ông ấy không? Vâng, dạ có ạ. Em nghĩ rằng ông ấy là cầu thủ bóng đá xuất sắc nhất mọi thời đại. Đúng vậy, ông ấy sinh năm 1940 ở tại Brazil. Ba của ông ấy đã dạy ông ấy cách chơi bóng đá khi ông ấy còn rất nhỏ. Ồ, vậy ông ấy bắt đầu sự nghiệp bóng đá khi nào? Vào năm 15 tuổi. Ông ấy bắt đầu khi mà ông ấy bắt đầu chơi cho câu lạc bộ Santos. Năm 1958, ông ấy đã giành được chức vô địch World Cup đầu tiên. Ông ấy đã ghi được bao nhiêu bàn thắng trong sự nghiệp của mình? 1.281 bàn thắng. Cô nghĩ là vậy. Ồ, thật là xuất sắc. Và ông ấy đã trở thành cầu thủ bóng đá của thế kỷ vào năm 1999. Chắc chắn là Pelé là một anh hùng dân tộc ở Brazil. Đúng vậy, và ông ấy được biết đến với tên gọi là vua bóng đá trên toàn thế giới.
Activity 3. Read the text again and answer the questions. Đọc lại đoạn văn lần nữa và trả lời những câu hỏi sau. Number 1. Where was Pele born? Pele sinh năm nào? Thì chúng ta đọc lại đoạn hội thoại và chúng ta tìm thấy ở dữ liệu là giáo viên có nói là he was born in 1940 in Brazil. Pele sinh năm 1940. Chúng ta sẽ trả lời như sau. He was born in 1940. Number 2. Who first taught him to play football? Ai là người đầu tiên dạy cho ông ấy chơi bóng đá? Trong bài tập trong phần bài đọc thì có đề cập đến ba của ông ấy đã dạy cho ông ấy chơi bóng đá khi ông ấy còn rất nhỏ. His father taught him to play football at a very young age. Thì câu này chúng ta chỉ cần trả lời ngắn gọn như sau. His father taught him to play football first. Hoặc là chúng ta chỉ cần trả lời his father cũng được. Number 3. How many goals did he score in total? Tổng cộng ông ấy đã ghi được bao nhiêu bàn thắng? Quay trở lại bài đọc thì chúng ta tìm thấy ông ấy đã ghi được 1.281 bàn thắng tổng cộng. He scored 1.281 goals in total. Number 4. When did he become football players of the century? Khi nào thì ông ấy trở thành là cầu thủ bóng đá của thế kỷ? Tìm hiểu trong bài đọc thì chúng ta thấy là ông ấy trở thành là cầu thủ bóng đá thế kỷ vào năm 1999. In 1998. Number 5. What do people call him? Người ta gọi ông ấy là gì? Người ta gọi ông ấy có tên gọi cả thế giới được biết đến với tên gọi là vua bóng đá. The King of Football. They call him the King of Football. Activity 4. Read the following facts about two famous sports people. Đọc những thông tin sau về hai nhân vật thể thao nổi tiếng. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai nhân vật được đề cập trong bài như sau. Hoàng Giang now one sportsman in shooting. Hoàng Giang, vận động viên số 1 môn bắn súng. Born 1978 in Vietnam. Sinh năm 1978 ở Việt Nam. In 1995, finished sports school. Vào năm 1995 thì học xong trường thể dục thể thao. In 1996, took part in a shooting competition. Vào năm 1996 thì tham gia cái cuộc thi bắn súng. In 2001, won a gold medal for shooting. Vào năm 2001 thì giành huy chương vàng cho môn bắn súng. Tiếp theo là Jenny Green, one of the best female golfers in history. Jenny Green, một trong những golf nữ xuất sắc nhất trong lịch sử. Born in 1972 in Greenland. Sinh năm 1972 ở Greenland. In 1987, become a member of local golf club. Năm 1987, trở thành thành viên của câu lạc bộ golf địa phương. In 1994, took part in a female golf tournament. Vào năm 1994 thì tham gia vào cuộc đua golf dành cho nữ. In 2002, become the female golf champions. Vào năm 2002 thì trở thành nhà vô địch golf nữ. Đây là thông tin dành cho hai cầu thủ. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục qua bài tập số 5. Activity 5. Choose one sports person in 4. Talk about him or her. Use the following skills. Chọn một trong những nhân vật thể thao về 4. Hãy nói về anh ấy hoặc là cô ấy. Sử dụng các gợi ý theo sau. Tên của anh ấy hoặc cô ấy là gì? Hers or his name. The sport he or she plays. Môn thể thao mà anh ấy hoặc cô ấy chơi. Why he is famous. Vì sao anh ấy hoặc cô ấy nổi tiếng. You like him or her or not. Explain why. Bạn thích anh ấy hoặc cô ấy không? Giải thích tại sao.
Thì chúng ta để làm bài tập này thì chúng ta sử dụng những cái dữ liệu đã cho ở bài tập số 4 và chúng ta trả lời những câu hỏi ở bên dưới và tạo thành một đoạn văn. Ở đây cô có một cái bài mẫu như sau. His name is Hoàng Giang. He was born in 1978 in Vietnam. He played shooting. He famous for being not one sportsman in shooting. In 1995, he finished sports school. And after that, in 1996, he took part in a shooting competition. In 2001, he won a medal for shooting. I love him because he is talented. Anh ấy tên là Hoàng Giang. Anh ấy sinh ra 1978 ở Việt Nam. Anh ấy chơi bắn súng. Anh ấy nổi tiếng là vận động viên thể thao số 1 về bắn súng. Vào năm 1995, anh ấy đã kết thúc việc học ở trường thể thao, thể dục thể thao. Và sau đó năm 1996 thì anh ấy đã tham gia vào cuộc thi bắn súng. Năm 2001, anh ấy giành huy chương vàng về môn bắn súng. Tôi rất là yêu thích anh ấy bởi vì anh ấy rất là tài năng. Ngoài ra, các em cũng có thể tham khảo một bài viết khác nói về Jenny Green. Her name is Jenny Green. She was born in 1972 in Greenland. She flies Gold Wales. In 1987, she became a member of local Gold Club. In 1994, she took part in a female Gold tournament. In 2002, she became the female Gold champion. I admire her because she is one of the best female golfers in history. Tên của cô ấy là Jenny Green. Cô ấy sinh năm 1972 ở Greenland. Cô ấy chơi golf rất là tốt. Năm 1987, cô ấy trở thành thành viên của câu lạc bộ golf địa phương. Năm 1994, cô ấy tham gia vào câu lạc bộ golf, cuộc đua golf nữ. Vào năm 2002, thì cô ấy trở thành nhà vô địch golf nữ. Mình rất là thán phục cô ấy bởi vì cô ấy là một trong những tay golf nữ xuất sắc nhất trong mọi thời đại, trong lịch sử. Skill 2. Ở cái phần skill 2 này thì chúng ta có một số từ vựng như sau. Practice. Danh từ thực hành. Create. Động từ tạo ra. Need. Động từ cần. Shuttlecock. Danh từ cầu lông. Unit 8. Sports and games. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 1. Listen to the passages. Who are they about? Hello. My name's Hai. I love sport. I play volleyball at school. And I often go cycling with my dad at the weekend. But my favorite sport is karate. I practice it 3 times a week. It makes me strong and confident. My name's Alice. I'm 12 years old. I don't like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games too. I hope to create a new computer game one day. Unit 8. Sports and Games. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 2. Listen to the passages again, then tick T, true, or F, false. For each sentence. Hello, my name's Hai. I love sport. I play volleyball at school, and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favorite sport is karate. I practice it 3 times a week. It makes me strong and confident. My name's Alice. I'm 12 years old. I don't like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday.
I sometimes play computer games too. I hope to create a new computer game one day. Unit 8. Sports and Games. Page 23. Skills 2. Listening. Activity 3. Listen again and fill each blank with a word to complete each sentence. Hello, my name's Hai. I love sport. I play volleyball at school, and I often go cycling with my dad at the weekend. But my favorite sport is karate. I practice it 3 times a week. It makes me strong and confident. My name's Alice. I'm 12 years old. I don't like doing sport very much, but I like watching sport on TV. My hobby is playing chess. My friend and I play chess every Saturday. I sometimes play computer games too. I hope to create a new computer game one day. Activity 4. Working best. Talk about the sports or game you like. Use the following questions as cues. Hãy làm việc theo cặp, nói về một môn thể thao hoặc là một trò chơi mà bạn thích. Sử dụng những cái câu hỏi gợi ý sau. What is the name of sports or game? Tên của môn thể thao hoặc là tên của trò chơi. How many players are there? Có bao nhiêu người chơi? How often do you play it? Bạn chơi nó thường xuyên như thế nào? What equipment does it need? Những thiết bị cần đó là gì? Why do you like it? Tại sao bạn thích nó? Thì bây giờ lần lượt cô sẽ trả lời những cái câu hỏi này ra như sau. Tên của môn thể thao đó là bóng đá, football. Ở đây có 10 người chơi, there are 10 players. Mình thường chơi nó 2 lần một tuần. I play it twice a week. Những thiết bị mà mình cần thì nó bao gồm cần là một quả bóng, một cái lưới, một cái khung thành. It needs a broad net court. Tại sao mà bạn thích nó? Bởi vì tôi thích nó, bởi vì nó làm cho tôi cảm thấy khỏe mạnh và thư giãn. It makes me feel healthy and relaxed. Activity 5. Write a paragraph of 40 or 50 words about the sports or game you talk about for. You can also refer to the reasoning spaces. Viết một đoạn văn ngắn khoảng 40 đến 50 từ về môn thể thao hoặc là trò chơi mà em đã đề cập ở bài 4. Em cũng có thể tham khảo các đoạn văn ở bài nghe. Thì dựa vào nội dung câu trả lời ở bài 4 thì cô sẽ viết về, ở đây cô có hai đoạn văn. Đoạn văn thứ nhất cô sẽ viết về bóng đá theo như câu trả lời bên trên, và đoạn văn thứ hai là cô sẽ viết về môn cầu lông. Các em tham khảo nhé. My favorite sport is football. I play it twice a week. To play this sport, we need 10 players because it is a team sport. We need a ball, a net, a goal to play it. I like it because it makes me keep fit. Môn thể thao ưa thích của mình là bóng đá. Mình chơi nó 2 lần một tuần. Để chơi môn thể thao này thì chúng ta cần có 10 người chơi, bởi vì đó là một môn thể thao đồng đội. Chúng ta cần có một quả bóng, một cái lưới, một cái gôn để chơi nó. Mình thích nó bởi vì nó làm cho mình khỏe mạnh, cân đối. Bài viết thứ hai là cô sẽ viết về môn cầu lông. My favorite sport is playing badminton. I love it because it's good for my health. Everyone can play badminton because it's a very easy game. You can play it anywhere with 2 rackets, 2 or 4 rackets, and 1 racket. There are 2 or 4 players each team, each on each side of the net. Môn thể thao ưa thích của mình là cầu lông. Mình thích nó bởi vì nó tốt cho sức khỏe của mình. Mọi người có thể chơi cầu lông bởi vì nó là một môn rất là dễ. Bạn có thể chơi nó bất cứ nơi đâu với 2 hoặc là 4 quả cầu, 4 cái vợt và 1 quả cầu. Có 2 hoặc 4 người chơi ở mỗi đội, được mỗi bên ngăn cách bởi một cái lưới. Thì ngoài ra các em có thể tự mình viết một cái đoạn văn dựa vào những dữ liệu ở bài 4 các em trả lời.
dựa vào hai cái bài tham khảo của cô nhé. Chúc các em thành công. Bài học hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video khác. Các em nhớ đón xem và đăng ký kênh YouTube lớp Anh Cô Liên nhé. Cảm ơn các em rất nhiều.